Kính chào quý bà con nông dân xem chương trình. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp không còn là vấn đề xa lạ với bà con nông dân, đặc biệt là bà con sản xuất lúa hiện nay. Tuy nhiên, để sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng đạt hiệu quả cao thì lại là vấn đề cần lưu ý hiện nay. Sau đây mời bà con xem một hộ dân ở Cờ Đỏ, Cần Thơ đã sử dụng nhầm thuốc cỏ cháy, dòng cỏ cháy mới hiện nay, cho ruộng lúa nhà mình đang trong giai đoạn đỏ đuôi, gây thiệt hại hơn 40 công đất. Qua đây cũng là tình trạng cảnh báo đến bà con trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bà con cần lưu ý. 1. Mua thuốc những cơ sở uy tín, thuốc có đầy đủ nguồn gốc sản xuất. 2. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, đối tượng sử dụng. 3. Sử dụng đúng liều lượng khuyến cáo. 4. Không nên pha quá nhiều các loại thuốc với nhau với nồng độ cao. 5. Sử dụng xong phải vệ sinh dụng cụ, cất thuốc cẩn thận, đặc biệt sử dụng thuốc cỏ để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Quả anh này bây giờ những cái hạt chắc nó vào rồi thì cũng được, nhưng mà nó cũng lép lửng hết rồi anh ơi. Thế này theo như tụi em đánh giá là chỉ còn được khoảng tầm 30% thôi, 30-40% thôi. Những cái nào nó vào đây này, này anh này, còn nửa bông này là coi như xong rồi. Bây giờ sẽ già, tụi em sẽ thế này là hôm nay là anh em chúng tôi đây hỗ trợ bà con phun nhầm thuốc cỏ quý vị. Giờ là bộ lá nó cháy hết rồi, đang cái giai đoạn quan trọng nhất của bộ lá nó cháy rồi. Quá trời, nó cháy chỗ này. Nó đậm chín vàng thôi thôi. Này lép hết rồi. Cái nào mà nó chín còn đỡ, còn đấy, còn này nó lép hết rồi, hư hết rồi. Tức là về ăn ngủ không yên, cứ lo lắng đúng không? Lo lắng sao thuốc nước. Không, ý em nói là lấy thuốc ra không đọc à? Không có chữ mà, không có chữ mà bị mình nó cho mình mở mắt á. Cho mình không coi thuốc, gõ thuốc á. À, không biết chữ hả? Ừ. Ủa vậy? Mọi khi lấy thuốc ra là ai lấy anh? Tôi lấy ra. À. Tôi lấy ra nè. À, anh lấy ra. Và anh không biết chữ à? Không. Tôi ở ổng này là cũng mười mấy 20 năm rồi. Mà chữ này mà sẽ mà lạ nè. Anh ở mười mấy 20 năm là rồi mà tại sao mà mọi khi anh vẫn lấy được thuốc, nhưng vấn đề chắc là anh, tại anh không cái chai thuốc này nó mới, anh không đi à hay sao? Biết mà chứ này sao mới kỳ lạ nè. Chứ này không sao kỳ lạ hả? Dạ. Trời ơi. Chết luôn. Giờ nói ổng điện quanh điện qua điện biết điện chạy qua điện. Tức là sáng ra là anh mới phát hiện là mình mang lộn chai rồi. Sáng ra mới biết mang bệnh chai, mới chạy qua. Sao để cỏ cháy sao không để riêng ra trời? Để riêng rồi mà sao lại là còn lấy lộn? Nó khiến đó, để ông mua sáu chai để anh bọc rồi đem. Khiến cái gì, ai khiến? Không biết mà mình để cho chai hai bọc ra đem chai phải không? Ờ. Bọc hai đem bọc đen đó là 6 chai rồi. Ờ. Tính đem 6 chai này ra. Ờ. Tính lấy 2 chai mới vô cắt để rồi mình lấy 2 chai cũ. Ờ. Để 2 chai cũ lại mình để lâu dài. Ờ. Mà bất ngờ sao mà đem ra nó cho nó con người mình không biết, con cho mình không biết thấy dòm. Tức là hôm nay tức là người anh chắc là cũng nó cũng không được khỏe lắm đúng không? Cho nó chắc là nó cuối cùng nó lộn xì ngầu cái lên đúng không? Năm 4 năm 1 bị cỏ cháy. Đó. Nó như bên này như này này, anh này. Thì nói chung là như thế này là mình có vẫn còn được tầm khoảng 60% nơi này. Nhưng mà này thì bên này thì bên này những cái chỗ này á là cái hạt lúa nó vào cơ bản rồi này, ra này. Thì cái khu vực này giảm 30-40% năng suất.
thì có khả năng là cứu lại được 60%. Đó, nó vô gạo rồi. Nhưng mà đối với lại cái ở kia thì phải lúa là hôm nay là bao nhiêu ngày anh? 80 ngày đúng không? Quá trời luôn. Đại tính là xịt cữ này là xong đấy đúng không? Xịt cữ cuối này quý vị. À, rồi thế này là cắt luôn rồi. Báo đời luôn thật. Nó táp gió nó thổi qua bên này là nó như thế này đấy quý vị. Cỏ cháy đấy. À, thế anh kêu hôm nay anh phun lại, anh phun chưa? Hả? Anh kêu ngày hôm nay anh phun lại, anh phun chưa? Phun thì hiện nay cái màu xanh của lá, cái diệp lục nó mất hết rồi còn đâu. Hay như khu vực này nó cháy luôn rồi. Cháy vàng ươm. Anh em tôi hôm nay hỗ trợ bà con nha quý vị, bà con rất nhầm vì do cũng tội nghiệp không biết chữ, đâm ra đi xịt thuốc xịt nhầm cỏ cháy. Quá trời, nó cháy chỗ này. Nó đậm chín vàng thôi thôi. Này lép hết rồi. Cái nào mà nó chín còn đỡ, còn đấy, còn này nó lép hết rồi, hư hết rồi. Bốn mươi lăm công liền trời. Bốn mươi lăm công.